Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 năm 2015. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự, An Phước phấn đấu hoàn thành tiêu chí nhà ở và thủy lợi. Tin trong nước, Quốc hội thảo luận ở tổ về bộ luật hình sự sửa đổi và ý kiến đại biểu về luật kiểm toán nhà nước sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, đồng thời thông qua các tờ trình và dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các ngành. Do vậy, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân đã xuống giống trên 58.000 hectare lúa hè thu và hầu hết đều đang phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp 5 tháng qua ước tăng hơn 9% so cùng kỳ năm trước. Công tác cải cách hành chính, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo được thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách đối với gia đình có công, gia đình nghèo và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 6, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp tích cực thực hiện nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và chương trình công tác quý 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thường xuyên theo dõi tình hình hạn mặn, hỗ trợ nông dân chăm sóc tốt lúa hè thu, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản cũng như tất toán quyết toán các công trình, chuẩn bị tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông và các loại tội phạm. Tại phiên họp, các đại biểu còn đóng góp cho dự thảo nghị quyết về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc trích nộp 5% nguồn thu sổ số kiến thiết để đào tạo nguồn nhân lực, tờ trình về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở, tờ trình về việc đổi tên bệnh viện Đa khoa Vũng Liêm thành bệnh viện Nguyễn Văn Thủ. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho cán bộ đảng viên các đơn vị trực thuộc. Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu được thông tin về phương hướng công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 12 và một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của Trung ương cũng như của tỉnh ủy. Cũng tại hội nghị này, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng cũng định hướng một số giải pháp, cách thức thực hiện để Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đạt yêu cầu đề ra. Hội nghị nhằm định hướng cho cán bộ, đảng viên, toàn đảng bộ hiểu rõ nhiệm vụ, có cách nhìn khách quan đúng định hướng, cùng thống nhất nhận thức vào hành động để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nắm tình hình triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung tại các địa phương đơn vị, chiều nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc với Bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội, khó khăn hiện nay của ngành trong tuyên truyền vận động hộ dân tham gia bảo hiểm y tế là do phân tuyến khám chữa bệnh ban đầu chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Quy định khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến không được thanh toán. Trong khi đó, thủ tục tham gia còn rườm rà và quy định bắt buộc tham gia cả hộ. Tính đến hết quý 1, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh là 66,9%, giảm 1,2% so với cuối năm 2014. Việc tổng hợp thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của một số cơ sở còn nhiều sai sót, hệ thống biểu mẫu tổng hợp phức tạp, trong khi phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ giữa hai ngành khiến công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình. Ngành y tế quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực đáp ứng kịp nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Riêng ngành lao động thương binh xã hội lập danh sách đối tượng chính sách hộ nghèo, cận nghèo chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ người phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại cho các đối tượng là người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.
Đây là lần thứ ba Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ người phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại, nhằm giúp các học viên quán triệt các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công tác thông tin đối ngoại, đồng thời góp phần trau dồi thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho người phát ngôn về trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng thông tin, tổ chức họp báo và quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại, nhắm thông tin thời sự về tình hình chủ quyền biển đảo Việt Nam, mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Việc trang bị những kỹ năng cơ bản này còn giúp người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời có hiệu quả, hiểu rõ về vai trò của công tác thông tin đối ngoại của Đảng, để từ đó làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Nhằm bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sáng nay, Thanh tra Giao thông, Chi cục Quản lý Đường bộ 4.4 đã đến giám sát việc phá dỡ công trình vi phạm hành lang lộ giới trên tuyến quốc lộ 1 tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng Thanh tra Giao thông, Chi cục Quản lý Đường bộ 4.4 đã phát hiện và lập biên bản công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Tuấn xây dựng các kiosk không phép trong hành lang an toàn đường bộ tại km 2044+650 trên tuyến quốc lộ 1 tại ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Lực lượng thanh tra chuyên ngành buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại đúng hiện trạng ban đầu. Hiện công ty này vẫn còn một công trình xây dựng nằm trong hành lang an toàn đường bộ trên diện tích khoảng 50m². Theo kế hoạch, lực lượng thanh tra giao thông, Chi cục Quản lý Đường bộ 4.4 sẽ tiếp tục xem xét xử lý vụ vi phạm này trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra an toàn công tác phòng cháy chữa cháy tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã đến làm việc với Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như hệ thống báo cháy tự động, thu lôi chống sét, nguồn nước phục vụ chữa cháy, hệ thống điện, công tác quản lý nguồn nhiệt quá chất, kiểm tra điều kiện thoát nạn cứu hộ khi xảy ra cháy. Ngoài ra, các vấn đề về xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy và xây dựng lực lượng chữa cháy cũng được đoàn kiểm tra quan tâm tìm hiểu. Qua thực tế, đội đánh giá cao việc đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện, đồng thời đề nghị đơn vị cần chú trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy trong đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công nhân viên chức, cũng như thực hiện thường xuyên việc học tập quấn, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng tại chỗ. Thưa quý vị, khoảng 2 giờ rạng sáng nay, tại ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm đã xảy ra một vụ cháy nhà làm chết 2 người và 1 người bị thương nặng. Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Thúy, 33 tuổi và con gái Nguyễn Ngọc Hân, 4 tuổi, cùng ngụ ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Riêng anh Nguyễn Đức Thắng, 37 tuổi là chồng của nạn nhân bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ rạng sáng nay, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ khu vực nhà của anh Nguyễn Đức Thắng và cùng nhau tham gia chữa cháy. Lúc dập tắt được đám cháy thì phát hiện chị Thúy và con gái 4 tuổi đã tử vong tại chỗ. Riêng anh Nguyễn Đức Thắng thoát được ra ngoài qua đường cửa sổ bên hông nhà. Nhân dân địa phương đưa anh Thắng đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ. Vào khoảng 3 giờ sáng nay, một đoạn bờ bao sông Long Hồ, đoạn thuộc tổ 1, ấp Long Khánh, xã Long Mỹ của huyện Mang Thít bị sạt lở sâu vào hơn 2 mét, dài 35 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 5 ngôi nhà của người dân trong khu vực. Trong đó, nhà của ông Nguyễn Đức Trọng bị ảnh hưởng nhiều nhất, có thể bị sập bất cứ lúc nào. Hiện 5 hộ dân bị sạt lở này đang được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, vào ở tạm nơi an toàn. Dù sạt lở cũng đã làm mất một đoạn đường đan trên tuyến đê bao này, làm cho giao thông trên tuyến bị tê liệt không thể đi được. Ủy ban Nhân dân xã Long Mỹ đã làm tờ trình gửi lên Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít xem xét, sớm có phương án hỗ trợ kịp thời cho 5 hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng này. Năm 2014, cũng tại đoạn sông này đã bị sạt lở. Tính đến thời điểm này, chiều dài sạt lở đã trên 50 mét, sâu vào bờ hơn 7 mét và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, cộng với việc tập trung quy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nên đến nay, xã An Phước, huyện Mang Thít đã hoàn thành được 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới,
Còn lại 4 tiêu chí là thủy lợi, nhà ở, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí nhà ở và thủy lợi trong năm 2015. Để hoàn thành tiêu chí nhà ở, từ năm 2011 đến nay, xã An Phước đã huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng được 118 căn nhà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Nhờ vậy đã giúp nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống. Trước đây khả năng trong cái gia đình là đi làm thuê cái nguồn kiếm sống. Như vậy là cả gia đình không có khả năng cất được căn nhà. Nhờ các anh trên xã hỗ trợ cho được căn nhà thì gia đình mừng lắm. Rồi tới đây cố gắng làm ăn để vươn lên là khá giả hơn. Ngoài ra, xã còn vận động người dân tự xây dựng hơn 200 căn nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng lên gần 87%. Riêng tiêu chí thủy lợi trong thời gian qua, xã An Phước được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chủ động nước tưới tiêu cho hơn 99% diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên, để hoàn thành tiêu chí thủy lợi, xã cần phải kiên cố hóa hai con đập dài 65 mét với tổng kinh phí đầu tư trên 1,8 tỷ đồng. Về cái tiêu chí thủy lợi, thì hiện nay là cái đập 10 mũ của Phú Hòa và cái đập Cái Sơn của Định Thế A thì chúng tôi là đã vận động dân rồi hiến đất và giải phóng mặt bằng xong. Thì hiện nay đang đề nghị về cái các ngành là chức năng trên ghi vốn để chúng tôi thực hiện đạt trong 2015. Hiện nay ở xã An Phước chúng tôi là còn lại 19 căn nhà tạm. Thì cái hướng của chúng tôi là 19 căn nhà này chúng tôi vận động mạnh thường quân và cái vốn của ngân sách. Thì cũng là vận động nhân dân có một số hộ là chưa được 5 căn nhà. Thì chúng tôi đang vận động để rồi là triển khai cho các hộ dân đó để thực hiện cho đạt cái tiêu chí về nhà ở trong 2015. Phát huy những kết quả đã đạt được cộng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự hỗ trợ tích cực của các ngành hữu quan, xã An Phước, huyện Mang Thít phấn đấu hoàn thành tốt tiêu chí nhà ở và tiêu chí thủy lợi nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời cũng tạo điều kiện giúp địa phương thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tổ thảo luận số 4 gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Quảng Nam và Lai Châu thảo luận đóng góp dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng dự buổi thảo luận tại tổ này. Đại biểu cho rằng việc sửa Bộ luật hình sự là cần thiết để phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự luật cần cân nhắc và có bước đi phù hợp, không nên vội vàng thay đổi những quy định vốn mang tính ổn định và phù hợp với chính sách hình sự của Đảng và nhà nước ta. Bộ luật hình sự sửa đổi là một dự luật có tác động rất lớn đến toàn xã hội. Vì vậy, có nhiều ý kiến đại biểu đề nghị chính phủ lấy ý kiến nhân dân về dự luật này. Một vấn đề cũng được nhiều ý kiến đóng góp là các tội danh dự kiến bỏ hình phạt tử hình. Có đại biểu cho rằng các tội danh tham ô và nhận hối lộ nên giữ nguyên hình phạt cao nhất là tử hình để mang tính răn đe. Tuy nhiên, cũng có các ý kiến khác đề nghị có thể giảm xuống còn chung thân. Nhiều đại biểu cũng đề nghị trong xu thế một số loại tội phạm mới đang hình thành và phát triển gây nguy hại đến trật tự an toàn xã hội, việc quy định chuyển một số tội danh có hình phạt tù sang phạt tiền cần phải hết sức cân nhắc và quy định rất cụ thể để dễ áp dụng vào thực tiễn nhằm hướng đến mục tiêu luật hình sự vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục để quản lý trật tự an toàn xã hội một cách tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật kiểm toán nhà nước sửa đổi. Hai vấn đề được đại biểu quan tâm nhiều nhất trong phiên thảo luận sáng nay là cần quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của kiểm toán nhà nước và giá trị pháp lý của báo cáo kết luận kiểm toán, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ việc Quốc hội xem xét thông qua luật kiểm toán nhà nước sửa đổi ngay trong kỳ họp này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn do dự thảo luật chưa quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm của kiểm toán nhà nước. Đối kiểm toán nhà nước thì cũng phải đi đôi với quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong luật thì cũng phải có quy định rõ trong luật cái trách nhiệm của cơ quan kiểm toán, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán của cơ quan của mình khi mà thực hiện cái kế hoạch kiểm toán.
Thì có như vậy được thì tôi nghĩ là có như vậy mới đảm bảo cái kết quả sau khi kiểm toán và có kết luận nó mới được chính xác, nó khách quan, nó trung thực, nó bảo đảm cái thực thi pháp luật về cái đối với những hoạt động kiểm toán có liên quan rất là có hiệu quả. Còn nếu không thì rất là khó. Cũng đồng quan điểm với nhiều đại biểu đã phát biểu trong hội trường là cần quy định rõ giá trị pháp lý của báo cáo hoặc kết luận kiểm toán. Đại biểu Nguyễn Giang Thanh, đơn vị tỉnh Vĩnh Long cho rằng báo cáo kiểm toán phải được quy định cụ thể giá trị pháp lý làm căn cứ để các cơ quan có liên quan kiểm tra việc chấp hành tuân theo pháp luật. Báo cáo kiểm toán nhà nước hay là cái báo cáo của kiểm toán độc lập á, nó phải là một cái có chuẩn mực về pháp lý, nó có giá trị để cho các đơn vị thuộc thẩm quyền của nhà nước như ở trung ương thì có Quốc hội, Chính phủ, ở cấp tỉnh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có nghĩa vụ phải chấp hành. Và đồng thời là đây là một cái công cụ rất quan trọng để thực thi cái công tác là dự toán cũng như giám sát cái công tác sử dụng tài chính và tài sản công. Do đó là việc này là phải được công khai, minh bạch và được kiểm tra và kiểm soát, và các cái báo cáo của kiểm toán là phải chịu trách nhiệm hậu quả pháp lý của nó nếu có những cái xung đột và hậu quả khác nó kèm theo. Nhiều đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng Kiểm toán Nhà nước, mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước với các hội đồng, ủy ban của Quốc hội, mối quan hệ với các cơ quan thanh tra của Chính phủ trong giải quyết các vụ án tham nhũng, quy định cụ thể trong những trường hợp nào thì Kiểm toán Nhà nước đủ cơ sở để chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm sang cơ quan điều tra, cần có cơ chế giải quyết khiếu nại kiểm toán, quy định rõ việc xử lý trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước khi kiểm toán không phát hiện được vi phạm, nhưng khi cơ quan điều tra vào cuộc lại phát hiện được. Để khắc phục những vướng mắc và thúc đẩy việc phòng chống hành vi quấy rối tình dục, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Nghiên cứu do Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2012 cho thấy, phần lớn các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở Việt Nam là lao động nữ, tuổi từ 18 đến 30. Trên thực tế, Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng đã quy định hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi vi phạm bị nghiêm cấm. Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành còn chung chung, thiếu các văn bản, tài liệu hướng dẫn về dấu hiệu nhận diện hành vi nào là quấy rối tình dục, nên việc xử lý các hành vi vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Việc ban hành bộ quy tắc nói trên nhằm giúp giải quyết những điểm vẫn chưa được pháp luật hướng dẫn cụ thể. Theo đó, các hình thức quấy rối tình dục có thể nhận biết qua lời nói hoặc hành vi quấy rối có thể chất như tiếp xúc, cố tình đụng chạm, sờ mó, cấu chéo, thậm chí tấn công tình dục, cưỡng dâm. Bộ quy tắc khuyến khích sự áp dụng rộng rãi tại mọi doanh nghiệp, cả ở khu vực công và tư, trên cơ sở tự nguyện. Hôm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long MHB đã ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Việc sáp nhập hai ngân hàng trên là thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc sáp nhập này cũng góp phần làm tăng quy mô tổng tài sản, tăng trưởng nền khách hàng, mở rộng mạng lưới, đặc biệt là tăng cường năng lực của BIDV trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vốn là thế mạnh của MHB. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng trong khu vực. Sau sáp nhập, BIDV sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực với tổng tài sản tăng lên trên 700.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên trên 34.000 tỷ đồng. Trước đó, đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2015, thương hiệu MHB đã chính thức chấp nhất hoạt động. BIDV đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu của hội sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của MHB trên toàn quốc theo đúng nhận diện của BIDV. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long và tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng 2015, tập trung phát triển 4 lĩnh vực an ninh quan trọng, trong đó có phát triển lực lượng quân sự trên biển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đặt mục tiêu đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa trước năm 2021.
Hôm nay, Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc và Bộ Quốc phòng nước này đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2015 với tên gọi Chiến lược quân sự Trung Quốc, đề cập đến phương hướng phát triển và nhiệm vụ chiến lược của quân đội nước này trong thời gian tới. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm 2015 nhấn mạnh phương châm phòng thủ tích cực và tăng cường hợp tác an ninh quân sự quốc tế. Theo đó, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung phát triển trong 4 lĩnh vực an ninh quan trọng mang tính toàn cầu, gồm phát triển lực lượng quân sự trên biển, phát triển về không gian vũ trụ, phát triển lực lượng không gian mạng và hoàn thiện hệ thống vũ khí hạt nhân. Bản sách trắng cũng đề cao vai trò hợp tác an ninh quân sự giữa Trung Quốc và các nước khác thông qua việc bảo vệ hoạt động hàng hải, hợp tác chống khủng bố. Cũng trong buổi họp báo, trả lời câu hỏi về sự điều chỉnh trong chiến lược phát triển của Hải quân Trung Quốc thời gian tới, kết hợp giữa phòng thủ ở vùng biển gần với tác chiến ở vùng biển xa, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, nước này đang đứng trước nhiều mối đe dọa và thách thức trong vấn đề an ninh trên biển, đòi hỏi phải bảo vệ quyền lợi biển. Nếu chỉ phòng thủ ở vùng biển gần thì sẽ không thể đảm bảo an ninh biển của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa cáo buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang xây dựng các cơ sở quân sự mới gần biên giới hai nước trên Hoàng Hải, đồng thời gọi động thái này đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Hàn Quốc. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul vào hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Bình Nhưỡng đang xây cơ sở quân sự cho các khẩu đội pháo trên đảo Kan, cách đảo Triều Tiên Yongbyon của Hàn Quốc khoảng 4,5 km về phía Bắc. Theo ông Kim Min-seok, việc Triều Tiên xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo Kan vốn nằm ở vị trí chiến lược, có thể đe dọa đến hoạt động của quân đội Hàn Quốc gần với tuyến phía Bắc phân định ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã hoàn tất việc xây dựng 5 vật thể có hình dạng bông ke để đặt các bệ phóng rocket đa nòng cỡ 122 ly. Bệ phóng này từng được Bình Nhưỡng sử dụng trong vụ nã pháo vào đảo Yeonbyeon của Hàn Quốc hồi tháng 11 năm 2010, khiến 4 người thiệt mạng. Trong một động thái được cho là mạnh tay nhằm đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay đã công bố một dự luật chống khủng bố mới, trong đó cho phép chính quyền Canberra tước quyền công dân Australia của những người mang hai quốc tịch có dính líu đến các hoạt động khủng bố. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Abbott nhấn mạnh, chúng tôi sẽ ban hành luật tước quyền công dân Australia của những người mang hai quốc tịch có liên quan đến khủng bố trong vài tuần tới. Chủ nghĩa khủng bố là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, là thách thức an ninh quốc gia lớn nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Ông Abbott cho biết thêm, hiện có khoảng 100 công dân Australia đang tham gia chiến đấu cho các tổ chức cực đoan ở Trung Đông. Có đến gần một nửa trong số này mang hai quốc tịch. Trước mối đe dọa an ninh ngày một tăng, Thủ tướng Abbott hôm qua đã bổ nhiệm ông Dread Moriarty làm điều phối viên đầu tiên về chống khủng bố quốc gia, phụ trách điều phối các nỗ lực chống khủng bố nhằm bảo vệ Australia khỏi các mối đe dọa trong nước, cũng như ngăn chặn công dân nước này tham gia các hoạt động cực đoan ở nước ngoài. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Myanmar vừa đạt được một thỏa thuận với quốc gia láng giềng Bangladesh để hồi hương 200 người di cư Bangladesh được cứu từ một chiếc thuyền ở ngoài khơi bang Rakhine, miền Tây Myanmar hồi tuần trước. Hải quân Myanmar đã phát hiện chiếc thuyền trên hôm 22 tháng 5. Qua điều tra, chính phủ Myanmar phát hiện một số người di cư trên thuyền là nạn nhân của một đường dây buôn người. Họ đã chấp nhận làm việc tại Thái Lan và Malaysia qua các tổ chức môi giới việc làm bất hợp pháp. Giới chức Áo hôm nay đã mở phiên tòa xét xử một thiếu niên nước này bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom một ga xe lửa ở thủ đô Viên. Theo cảnh sát Áo, thiếu niên 14 tuổi này bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái sau khi tiếp xúc với các thành viên của các nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Bị cáo sau đó đã học cách chế tạo một quả bom. Với độ tuổi hiện tại, đối tượng nói trên chỉ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam nếu bị tuyên có tội. Ông Cao Bỉnh Quốc, một người nuôi ong ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mới đây đã lập kỷ lục Guinness Thế Giới khi khoác lên mình một lớp ong nặng hơn 100 kg. Để thực hiện thử thách này, ông Cao đã nhờ một số đồng nghiệp đổ một lượng lớn ong từ hàng trăm tổ ong lên người. Nhằm thu hút nhiều ong hơn, ông Cao còn đặt lên người hàng chục con ong chúa. Trong khoảng một giờ đồng hồ, số ong bám lên người ông Cao Bỉnh Quốc có tổng trọng lượng là 109,5 kg, tương đương 1,1 triệu con ong. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa công bố định hướng chiến lược của cơ quan vũ trụ mà nước này mới thành lập.
Theo đó, UAE đặt mục tiêu đưa tàu thăm dò đầu tiên do một nước Ả Rập phát triển lên sao Quả trước năm 2021. Phát biểu tại một buổi lễ diễn ra ở thành phố Abu Dhabi vào đêm qua giờ Việt Nam, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ UAE Mohammed Nasser al-Ababi kỳ vọng dự án đưa tàu thăm dò không người lái lên sao Quả sẽ là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khoa học vũ trụ ở UAE, đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ vũ trụ tại Trung Đông. Trong hai năm 2015-2016, UAE sẽ bắt đầu triển khai các kế hoạch tăng cường hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực trên. UAE cũng nhận định chi hơn 27 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một trung tâm vũ trụ tại khu vực sa mạc, làm cơ sở phóng vệ tinh và tàu thăm dò vào không gian. Đến nay, UAE đã đầu tư gần 5,5 tỷ đô la vào lĩnh vực vũ trụ và đang vận hành 7 vệ tinh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.